cập nhật thông tin đấu giá biển số ngày 25 tháng 10. Trong ngày 25 tháng 10, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 8.000 biển số trong 5 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất đã sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Kết thúc phiên đấu giá lần này, nhiều biển số siêu đẹp của Hà Nội trong phiên đấu giá lần này đã mang về các mức trúng đấu giá cao như 30M39399 có giá 345 triệu đồng, 30M13999 có giá 315 triệu đồng và 30M35999 có giá 290 triệu đồng. Đặc biệt, biển số lộc phát đẹp nhất trong phiên đấu giá 72A86868 có giá 720 triệu đồng. Đây là mức trúng đấu giá cao nhất phiên đấu giá sáng ngày 25 tháng 10. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.